Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Y tế phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh với chủ đề tăng cường quản lý nhóm nguy cơ bằng hình thức trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phát biểu tại lễ meeting, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, ngày 27 tháng 12, lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh, một sáng kiến của Việt Nam nhằm kêu gọi sự ủng hộ của thế giới với tầm quan trọng của việc phòng ngừa và sẵn sàng hợp tác chống lại dịch bệnh. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, COVID-19 đã giúp chúng ta rút ra nhiều bài học, trong đó bao gồm việc đầu tư nhiều hơn cho hệ thống y tế và hợp tác kỹ thuật hiệu quả giữa các quốc gia. Tại lễ meeting, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thay mặt Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các địa phương tuyệt đối không lơ là chủ quan, bám sát tình hình, sớm phát hiện các chủng mới xâm nhập vào Việt Nam, đặc biệt là biến chủng Omicron, tăng cường giám sát, truy vết, điều tra xử lý ổ dịch. Người dân tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan y tế, khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể, thực hiện tiêm vaccine COVID-19 lưu động ngay tại nhà, không để sót, đặc biệt là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi. Thực hiện tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành trong quý 1 năm 2022.